Thời gian gần đây thì Chí Tài do là mình đi diễn, mình ăn uống không có điều độ, mình ngồi máy bay nhiều, mình ăn giờ rất có thay đổi. Thành ra là có những lúc mình cảm lúc đầu là mình cảm thấy bụng nó đau, đau năm năm thôi. Thì mình không biết tại sao, mình tưởng là đây chắc là tại mình bị đói bụng hay gì. Nhưng mà sau đó thì mình có người mới nói là mình bị viêm dạ dày, nghĩa là đau bao tử đó. Thành ra là mới đầu thì dùng những cái loại thuốc giảm đau để cho hạ liền, nhưng mà có người nói là nếu mà dùng cái thuốc nó nhiều thì cũng không có tốt, nó chỉ tạm thời thôi, mà về lâu về dài thì không có tốt với sức khỏe. Thì cũng may là Chí Tài biết được một cái sản phẩm mới. Sản phẩm này là do dây chuyền công nghệ bên Nhật người ta chuyển giao về Việt Nam chế tạo, nó gọi là Yakumi. Yakumi, cái viên sủi này đó, thật sự là phải có nghiên cứu, đọc sách đó, thì thấy là làm từ cái hạt nano. Nano là cái hạt siêu siêu nhỏ, thành ra là khi mà mình uống vào thì sẽ thấm vô cái vết thương mình, nó mau chóng hơn và nó sẽ có hiệu quả trong vòng 24 tiếng. Thành ra là biết được cái sản phẩm này, Chí Tài rất là muốn giới thiệu đến mọi người, chúng ta có thể dùng để chữa bệnh viêm dạ dày. Thật ra thì lúc Chí Tài uống ngày đầu tiên á, thì trong vòng 24 tiếng thì có giảm đau, nhưng mà sau khi sử dụng từ 7 ngày cho tới 10 ngày thì những cái vết đỡ loét ở trong dạ dày của mình nó gần như là nó liền à, nó tại mình không có nhìn vô trong mà không thấy, nhưng mà mình cảm thấy nó nghĩ rằng nó đã liền lại và nó sẽ không còn đau nữa. Mình uống yên sủi này rất là dễ uống, mình chỉ cần bỏ vào nước và nó hòa tan thì mình uống. Và đặc biệt là có mùi dưa leo, mùi dưa leo là cái mùi rất là dễ chịu, mát, thành ra mình uống vô là mình sẽ cảm thấy nó hết đau và thấy khỏe, và đặc biệt nó không có bị là phản ứng phụ. Thành ra là đây là một cái sản phẩm mà Chí Tài nghĩ là rất là tốt cho những người bị viêm vậy dạ dày giống như Chí Tài. Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng nhau để mà hưởng ứng, tức là phải dùng thuốc này và giới thiệu cho nhiều người dùng để chúng ta có thể có một cái sức khỏe không có bị ảnh hưởng tới vấn đề làm việc của chúng ta. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.